Nhà ai thì cũng có một chiếc van nước như này ở trong nhà đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đi ra ngoài hoặc là chúng ta đi vắng xa ấy thì chúng ta có một cái thói quen đó là chúng ta ra khóa cái van nước lại để tránh trường hợp mà trong nhà không may nó bị bục một cái thiết bị nào đó ra, nó sẽ làm nước chảy lênh láng ra nhà và hỏng tất cả các thiết bị trong nhà. Hoặc là nếu mà các bạn ở trung cư nước nó tràn lênh láng ra thì nó hỏng nhà bạn mà lại còn hỏng cả các nhà khác hoặc là tràn cả vào thang máy thì các bạn đền bù rất nhiều có khi tới tiền tỷ luôn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta sử dụng các cái van cơ như này thì nó cũng hơi bất tiện nhất là đường nước ở các cái vị trí mà khó. Ví dụ như là trên cao chẳng hạn lại phải bắc thang trèo vặn ra vặn vào thì nó cũng hơi bất tiện. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái thiết bị sẽ thay thế cái van này để đóng cắt cho chúng ta đây đây chính là cái thiết bị mà nó sẽ thay thế để giúp cho chúng ta có thể là đóng cắt nước khi mà chúng ta đi ra ngoài và thiết bị này nó sẽ dùng điện nhưng không tốn điện đâu các bạn nhé thì thông thường các gia đình khi mà chúng ta ra khỏi nhà ấy, thì chúng ta có cái thói quen là chúng ta ngắt điện thì cây van này chúng ta có thể đấu vào cái hệ thống đường điện và khi nó ngắt điện tổng thì lập tức là đường nước nó cũng sẽ ngắt luôn thì để đóng mở nước thì các bạn có thể là chọn các cái loại van như là van điện từ kiểu như này có điện thì nó sẽ mở và mất điện thì nó sẽ đóng cũng được. Nhưng mà cái yếu điểm của cái van điện tử đó là nó sẽ ngậm điện lâu là nó sẽ rất nóng cái cuộn coi này. Nên là thực tế là cái ứng dụng mà chúng ta sử dụng 24 trên 24 ấy thì không ổn lắm. Và cái van này nó sẽ giải quyết được các cái vấn đề nhược điểm của cái van điện tử. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao mình lựa chọn cái van này và van này nó có những ưu điểm gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Rồi thì các bạn thấy đây là cái hình dáng của cái van các bạn nhé. Thì cái van nó sẽ có rất nhiều loại tùy thuộc theo cái đường ống của chúng ta. Thì thông thường ở Việt Nam của chúng ta sẽ dùng hai loại chính để cấp nước đó là DN15 và DN20. À, DN15 tương ứng với cái ống 21, mình ở Việt Nam mình gọi là cái ống 21, phi 21 ấy. À, còn cái DN20 là tương ứng với ống phi 27 các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, đây là một cái van bản thân cái 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 này nó là một cái van các bạn nhé van van bi đây mình mở các bạn xem này đây viên bi bên trong này đây đây là cái viên bi bên trong này thì bản thân cái này nó là một cái van thôi nó giống như cái van gạt của chúng ta cái van bi gạt đấy thì uh, nó thay cái cần gạt bằng cái bộ điều khiển này và cái bộ điều khiển này chính là nó thay cái cần gạt để nó đóng mở cái viên bi ở bên trong này còn đây là cái sơ đồ mạch này các bạn nhìn thấy này cơ à, đồ mạch thì chúng ta chỉ cần cấp nguồn vào hai cái dây này thôi. Đây là hai cái dây cấp nguồn nhá. Và cái điện áp cấp của nó thì nó sẽ từ đây các bạn nhìn thấy đây điện áp cấp của nó nó dao động từ 9 tới 24V thì thông thường là chúng ta cấp điện 12V là ok. Thì cái mặt trên của nó thì các bạn để ý này, ở đây nó sẽ có một cái mắt gọi là cái nắp thăm này. Nắp tăm này khi mà cái gạch màu đỏ đỏ này nó nằm ở chữ S này, có nghĩa là cái van đang đóng này, cái bi đang đóng này. Còn khi mà cái vạch này nó nằm ngang thì là cái van đang mở. Như vậy là khi mà chúng ta nối đường nước vào chúng ta không thể nhìn được bi và chúng ta sẽ quan sát trên cái vạch này để chúng ta biết là van nó đang đóng hay nó mở. Thì đây là các cái thông số của van mà nhà sản xuất ghi ở trên đây à, với cái áp suất nó chịu được là 1 megapascal. Thì đây là cái áp suất thông thường của trong gia đình rồi thì nên là thoải mái nhé. Ở đây nó sẽ có một cái uh, cái núm này là để điều khiển bằng tay các bạn nhá, trong trường hợp mà khi mà mất điện mà chúng ta muốn đóng mở thì lập tức là chúng ta sẽ dùng cái nút này để chúng ta đóng mở. Còn khi nó có điện thì cái van này là mình mua là cái loại thường đóng. Nếu như các bạn mà mua phục vụ cho gia đình ấy, thì các bạn nên mua cái loại thường đóng. Có nghĩa là khi mà các bạn ra ngoài, các bạn ngắt điện đi thì nó tự động nó đóng lại cho chúng ta. Đây này, ngắt điện có nghĩa là chúng ta không cắm điện vào hai cái dây này. Đấy, còn khi mà chúng ta về chúng ta bật điện lên thì nó cũng sẽ tự động nó mở ra. Thì bây giờ mình sẽ cấp điện cho các bạn xem này. Ở đây mình sẽ có cái nguồn 12V nhá các bạn nhá. Đây là 12V. Mình sẽ cấp vào cái van này và các bạn cấp đúng chiều âm dương nhá đây là âm này rồi bây giờ mình sẽ cấp này và các bạn để ý này cái cái viên bi nhá viên bi thì nó sẽ chuyển động nhá khi mà các bạn về các bạn bật điện lên đúng không ạ bật điện lên này cấp điện này đấy các bạn nhìn thấy chưa viên bi mở ra này đó các bạn thấy không cái van này nó có hay ở cái chỗ đó là khi mà nó mở ra hết cỡ đây cái cái này là đang mở ra hết cỡ thì tự động tự động cái motor ở bên trong nó sẽ ngắt điện cho chúng ta mà nó không quay liên tục nữa. Đó, đó là cái cực kỳ hay. Còn đối với cái van điện tử ấy khi mà uh, cái van nó mở rồi thì cái điện nó vẫn ngậm ở trong cuộn dây này nên là cả vừa tốn điện mà lại vừa nóng cái cuộn dây này các bạn nhé. Nhưng với cái này nó sẽ tự động nó ngắt cái mạch điện ở bên trong. Đấy, các bạn thấy ấy? cực kỳ hay luôn không? Nhưng mà khi mà chúng ta mất điện này, bây giờ mình rút điện ra này, rút ra này, các bạn thấy không? Nó tự động nó đóng lại cho chúng ta nhé. Đấy, hay không? Còn khi mà nó có điện nó lại mở ra. Đấy. Các bạn nghe thấy cái tiếng motor nó kêu đấy. Đấy, mở ra này, các bạn nhìn thấy này. Mở ra thì cái vạch ở trên này nó sẽ về chữ O là mở này. Mình nhả ra này, ngắt điện này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? cái vạch này, nó về lại chữ S này, là đóng này. Thì đây chính là cái vạch thăm các bạn nhé. Rồi, thế trong trường hợp mà mất điện chẳng hạn ví dụ như bây giờ đang đang tắm bây giờ mình đang đang mở như này đúng không Đấy, mở lật có nghĩa là đang có điện và mình đang ở nhà, mình đang tắm. Thế nhưng mà đang tắm dở thì điện lưới mất, mất một cái thì nó đóng nước lại đúng không? Đây, đường nước nó đóng lại như này. Thế thì bây giờ không có nước tắm thì lại chờ tới khi nào nó có điện à? Thì lúc này mình sẽ sử dụng tới cái cái cần này. Đây là cái cần điều khiển bằng tay. Các bạn vặn ngược chiều cung đồng hồ và trong quá trình vặn thì các bạn kéo nó lên. Đấy các bạn này, đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Kéo nó lên như này và các bạn cứ thế vặn ngược chỉ kim đồng hồ thôi đây, đây vặn theo cái chữ O này là mở này đấy vặn ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhìn thấy chưa đấy các bạn này đấy van nó mở như vậy là không có điện nhưng mà chúng ta sẽ mở bằng tay mở bằng tay nhé các bạn nhé đó mở bằng tay luôn và khi mà chúng ta đã mở ra được rồi chúng ta sẽ nhìn trên cái nắp thăm này là chúng ta sẽ để ý xem là uh, van nó đã được mở ra rồi như này thì chúng ta sẽ dừng lại tức là nó ở cái mức ở chữ O này chúng ta dừng lại nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta vặn tiếp thì nó lại bắt đầu nó nó sẽ chuyển đấy, nó đóng này, các bạn nhìn thế này, đấy, thì nó lại đóng lại, nó đóng dần, đấy. nên là chúng ta sẽ nhìn trên cái nắp thăm này nó vạch ngang nó đến chữ O này là chúng ta dừng lại. và khi mà chúng ta tắm xong rồi. Mà chúng ta không cần dùng nước nữa Thì chúng ta sẽ nhấn cái nút này Ấn nó xuống để nó trở lại cái chế độ tự động nhé Bởi vì nếu mà chúng ta vẫn giữ nguyên Cái nút này nó kéo lên như thế này Thì nó đang ở chế độ bằng tay Nên là khi mà có điện Nó sẽ không tự động mở ra hoặc là đóng nào nữa Đây các bạn nhìn thấy nha Đây này có điện này Đấy Thì nó cũng không hoạt động nữa Đấy Nên là khi mà chúng ta dùng xong chế độ bằng tay rồi Chúng ta nhấn nó xuống Đấy nhấn nó xuống Thì các bạn nhìn ha Nhấn nó xuống thì lập tức là Nó sẽ sẽ tự động ở đây là mình chưa cắm điện này nhưng mà bên trong này cái tụ nó vẫn còn tích điện nên nó sẽ tự động đóng lại này. đó bây giờ khi có điện trở lại này các bạn thấy không là nó lại mở đường nước ra cho chúng ta đấy thì cái cách sử dụng của nó cực kỳ đơn giản như vậy thôi cái van này nó cũng khá phù hợp cho gia đình của chúng ta và rất tiện lợi khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta ngắt điện cho toàn bộ nhà thì đồng thời cái đường nước của chúng ta nó cũng sẽ tự động nó ngắt cho chúng ta chúng ta không phải trèo lên hay là đi ra chỗ nước chúng ta khóa van lại đó nó cực kỳ tiện đúng không rồi thì bây giờ các bạn sẽ xem xem cái van này nó có tiêu tốn điện hay không nhé các bạn nhé đây các bạn để ý này ở à, trên đồng hồ chúng ta sẽ để ý vào cái dòng ampere này nhá bây giờ mình cấp điện này Đấy, cấp điện này, van đang mở nhá. Cái ampere này nó có 0,08 08 ampere. Mình cứ cho nó là 0,1 1 đi. Đấy, khi mà nó mở xong hết cỡ rồi thì nó sẽ dừng lại, tự động motor dừng lại và các bạn nhìn thấy này, nó ăn có 0,02 02 ampere, ăn cực kỳ thấp luôn. Với cái, cái mức điện tiêu thụ này, có nghĩa là 0,23 23 W này, thì các bạn dùng cả năm thì nó cũng trả đáng mấy. Thì đây các bạn nhìn thấy đây là cái mạch mà mình đã tháo bên trong của cái bộ điều khiển này ra này. Các bạn nhìn thấy này. Thì đây nó chính là cái một cái motor chính này. Motor này nó sẽ điều khiển để đóng ngắt cái van. Và các bạn nhìn thấy ở đây. Đây chính là các cái công tắc hành trình. Thì công tắc hành trình nó để góc là 90 độ. Bởi vì van chúng ta đóng mở thì nó đều là đóng mở 90 độ. Mở là là không độ chẳng hạn. Thì đóng thì nó sẽ sang 90 độ. Thì đây chính là cái công tắc hành trình này. Khi mà đến cái góc nào đó nó sẽ ấn công tắc này lại là nó sẽ tự đóng không cho mô chạy nữa ở đây nó cũng sẽ có một công tác hành trình các bạn nhìn thấy Đấy, công tác hành trình này là dùng để cho cái điều khiển bằng tay các bạn nhé khi mà chúng ta rút lên thì công tác hành trình nó mở ra và mạch sẽ hiểu được rằng là đang chế, sử dụng chế độ bằng tay nên là nó ngắt chế độ tự động đi còn khi mà chúng ta nhấn xuống thì cái công tác hành trình nó đóng xuống và nó sẽ chuyển sang chế độ tự động và các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ dùng một cái con điều khiển chính nó là cái con lm 2575 s này Đấy, con này là chính là con lm 2575 s và một cái thiết bị dùng để làm sao để tích điện cho cái motor này khi mà chúng ta rút điện ra ấy, thì đây đây chính là con siêu tụ các bạn nhé siêu tụ 5,5V 1,5F thì với 1,5F này nó sẽ đáp ứng cho cái motor này có thể quay được 2 đến 3 vòng rồi đây các bạn nhìn thấy mặt dưới này thì mặt dưới nó là các cái bánh răng chuyển động các bạn nhé các bạn nhìn thấy này hoàn toàn là các bánh răng chuyển động bằng kim loại thì đây chính là cái lý do vì sao mà mình khuyến cáo các bạn nên mua cái loại như thế này bởi vì khi mà mình xem cái van điện tử này cũng có khá nhiều loại giá thành cũng khác nhau nó chỉ vài trăm ngàn thôi thì thông thường cái loại khác ấy, bánh răng là toàn bằng nhựa dẫn đến là nó rút dễ bị gãy bánh răng nhưng mà cái này bằng kim loại này, nên là bánh răng rất khỏe và nó sẽ hạn chế gãy này từ đây chính là cái bánh răng nhỏ này yeah từ cái motor này nó sẽ truyền động ra các cái bánh răng lớn này và cái bánh răng lớn nhất thì nó sẽ đấu vào cái van bi và nó sẽ tạo một cái lực quay rất lớn ở đây các bạn nhìn thấy có một cái bánh răng nhựa này cái bánh răng nhựa nó nối vào cái trục để chúng ta điều khiển chế độ bằng tay mà chế độ bằng tay thì chúng ta cũng ít khi sử dụng nên là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái quá trình chuyển động đấy các bạn thấy ra bánh răng nhựa này rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc van điện cực kỳ hữu ích cho các gia đình. Nhất là các gia đình khi mà chúng ta muốn đi ra khỏi nhà thì hệ thống nước nó sẽ tự động ngắt đi chúng ta. Thì cái van này chắc chắn là một cái van phù hợp nhất cho các gia đình rồi. Bởi vì khi mà chúng ta gia đình chúng ta ngắt điện cho toàn bộ hệ thống thì nước cũng sẽ tự động ngắt. Và khi nó ngắt xong nó tự động nó ngắt motor mà nó không bị ngậm điện. Đó, và cái van này nó đáp ứng được các cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn muốn mình review thêm nhiều sản phẩm nữa thì các bạn hãy bình luận dưới phần video này nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.